Xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh xe 24 giờ các em ạ. Hôm nay xin phép em sẽ được cập nhật về giá xe cho anh em ở dòng xe Kia Sedona Chiếc xe Kia Sedona thì được rất nhiều anh em là comment cho em bảo với em là sẽ làm cho anh em về giá xe và tổng chi phí bánh. Vậy thì video này em sẽ lên cho anh em về phần giá xe và tổng chi phí bánh và các chương trình khuyến mại trong tháng tư là như nào thì em xin phép được giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể cho em nhé. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Sedona bản Premium, bản 3.3 Premium nhé nó bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Serona đấy ạ. Với giá niêm yết nó đang là 1 tỷ 359 triệu ạ. Nó sẽ là giá tính thuế cho anh em nhá. Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 311 triệu đấy ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 48 triệu tiền mặt đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Sedona bản Premium này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 1 tỷ 497 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 452 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 470 triệu đấy ạ. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm tân vỏ Bởi vì bảo hiểm tân vỏ nó sẽ bảo hiểm tự nguyện Anh em có muốn mua hay không mua thì gọi em thôi Trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng Thì bắt buộc là phải mua tối thiểu là một năm nhá Có một số các chi phí mà chưa tính vào nữa đó là chi phí mềm hay gọi là chi phí nó tay từ nó tay thuế đăng ký đăng kiểm công an mỗi một tỉnh là chi phí khác nhau nhưng con số nó không phải quá lớn đâu ạ nó chỉ là vài triệu thôi ạ ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Sedona bản luxury bản 2.2 luxury nhá với rán miết nó đang là 1 tỷ 149 triệu ạ Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 102 triệu nhá Tức là giảm giá cho em là 47 triệu tiền mặt đấy ạ còn anh em để một giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá luôn 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 tốt nhất thị trường cho em nha. Vậy thì chiếc xe Kia Cerola bản Luxury này lăn bánh nhân Nội giờ đang là 1 tỷ 263 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 222 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 240 triệu đấy ạ. Đó. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó như Hà Nội thuế trong 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế sẽ 10% và biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sẽ 10% và biển số là 20 triệu dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là như vậy đi ạ. Ok tiếp theo cuối cùng em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe bản thấp nhất của dòng xe Senona đó là chiếc xe bản 2.2 bản đề lớn ạ. Với giá niết nó đang là 1 tỷ 019 triệu thì nhá. Đó. Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 972 triệu ạ. Tức là giảm giá cho em là 47 triệu tiền mặt. Còn để một giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì anh em hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá luôn 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 tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Kia Cerola bản Deluxe này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 1 tỷ 117 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 079 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 097 triệu đấy ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng chi miến bánh này và những chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 4 này rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhá để em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe và tổng lăn bánh cũng như review xe toàn bộ các dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Suzuki hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn về tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà anh em nào muốn được review xe hay giá xe bất kỳ dòng xe nào nhá, thì anh em hãy comment phía dưới cho em để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho bạn. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em nhé